Xin chào các bác, chào tất cả mọi người. Lại là tôi đây, Hoàng John, Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều của ngày 24 tháng 11 năm 2021. Và xin chia sẻ với các bác đôi điều này. Hôm nay thì hội nghị văn hóa toàn quốc đã diễn ra 75 năm sau ngày đầu tiên, hội nghị đầu tiên. Đó chính là vào năm 1946. Năm 1946 thì Hồ Chủ tịch trong bài phát biểu tại hội nghị đầu tiên á, thì văn hóa là phải dẫn đường cho quốc dân. Và các bác có thể thấy rằng là kênh Trang Trang TV của tôi á, từ hồi đầu lập kênh cho tới bây giờ, từ các vụ đại án, từ các vụ tham nhũng tiêu cực, từ chạy chức chạy quyền, từ các vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự cho tới những vấn đề drama, thì nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề đạo đức, đạo lý, dân tộc. Tôi trích dẫn rất nhiều lần bài của Tổng Bí Thư, trong đó Tổng Bí Thư đã nói pháp trị nhưng còn có đức trị nữa, nha các bác. Thế cho nên ấy, cái đức nó là cốt lõi, nó là cốc lõi. Cho nên là nếu như không có đức, không có nhân ái thì mọi thứ nó sẽ diễn ra. Về mảng nội chính chính trị thì là tiêu cực, thì là tham nhũng, thì là lợi ích nhóm, thì là vân 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 mọi thứ. Còn ở ngoài xã hội thì các bác có thể thấy rằng là vô vàn những cái vấn đề như trong drama tôi nói rất nhiều vấn đề vừa rồi. Đó là cái điểm chung mà kênh Trang Trang TV đã nhấn mạnh. Bởi vì á, cái thiệt hại mà phải nói rằng là cái sự tàn phá khủng khiếp nhất của thời kỳ 10 năm, nói về kinh tế thì nó chỉ là một phần thôi. Nó chỉ là một phần thôi, nha các bác. Còn nếu nói về đạo lý, nghĩa là nói về cái thiệt hại lớn nhất ấy, thì không phải là kinh tế như tôi nói. Tiền mất đi thì có thể làm lại được, nhưng mất nhân cách, mất đạo đức mới là tất cả. Một cái mất cực kỳ khủng khiếp, nơi mà mọi thứ tưởng rằng là ngày xưa chúng ta coi nó là rất trứng tai gai mắt, thì sau này nó lại là một điều rất là bình thường. Ví dụ trước đây á, người ta nhận quà nhau người ta còn phải ái ngại. Còn bây giờ các bác có thể thấy rằng là làm cái gì đến một con dấu cũng phải có cái này, và phong bì ở khắp nơi, ở tràn lan ở tất cả mọi nơi. Chúng ta không còn gửi thư tay nữa, nhưng mà phong bì vẫn là một trong những mặt hàng bán chạy nhất. Rồi chúng ta thấy gì? Người ta cà nhau, người ta khịa nhau bằng đồng tiền, bằng vị trí. Người á thì khoe siêu xe, người á thì khoe hàng hiệu, người á thì khoe kim cương, rất là lố bịch. Nhất là gọi rằng không còn cái gì để mà chia sẻ với các bác về vấn đề này nữa. Rồi người ta cà khịa nhau bằng vị trí. Những người có tiền, có quyền thì người ta bắt đầu là người ta có một cái nó gọi rằng là mày có biết tao là ai không? À, mày có biết tao là ai không là một cái câu nổi tiếng mà có lẽ nó chỉ có ở trong cái thời kỳ 10 năm. Nha các bác. Bác Tổng Bí Thư có một bài phát biểu tuyệt hay. Tôi sẽ cố gắng trích dẫn để mà đưa lên kênh của mình vào sáng mai. Nghĩa là cũng phải nói về bản quyền nọ kia đấy. Để lên kênh của mình vào sáng mai. Tức là khoảng 5 giờ sáng để các bác có thể là nghe chọn cái lời phát biểu cực kỳ tâm huyết của Tổng Bí Thư. Cực kỳ tâm huyết các bác ạ. Đất nước chúng ta như tôi đã nói với các bác ấy, văn hóa của chúng ta vô cùng đặc biệt. Tại sao chúng ta sống cạnh những hàng xóm lớn xác đến hàng nghìn năm, nhưng chúng ta vẫn độc lập đến tận giờ này. Quốc gia của chúng ta không những bị mất đi mà còn mở rộng thêm cả lãnh thổ. Bởi vì văn hóa của chúng ta đặc biệt, đặc biệt hơn anh bạn hàng xóm lớn xác nhiều. Cho nên ấy, rất nhiều thời điểm nước chúng ta là một nước yếu, bé, nhưng mà các bác nghĩ xem, vẫn tồn tại. Còn những nước cùng thời điểm đó thì là lớn, là mạnh, nhưng cuối cùng bây giờ họ không còn tên trên bản đồ nữa. Đó là cái khác biệt của chúng ta với mọi người. Bên cạnh đó cũng là một cái may mắn nữa. Bởi vì mỗi khi đất nước gặp nguy nan, mỗi khi đất nước gặp một cái vấn đề gì đấy, thì chúng ta luôn luôn có những cái vị gọi rằng là vĩ nhân đứng lên để lèo lái đất nước. Đó là cái phước phần của dân tộc. Trong thời kỳ này là thời kỳ nguy nan, báo cáo với các bác là thế. Nguy nan bởi vì là giặc nội xâm rất là nhiều, và nó ảnh hưởng ra ngoài đến cả xã hội này luôn. Các bác có thể thấy rằng như thế này, Tổng Bí Thư đã nhấn mạnh rất nhiều lần về đạo đức văn hóa, thì nó liên quan đến con người, với cả môi trường nữa. Đó là môi trường xã hội á. Chúng ta tử tế, nhưng môi trường chúng ta không tử tế thì rất dễ chúng ta sẽ bị nhiễm theo họ. Các bác có thể thấy rằng cái đám 3C quần quận, đạo lý của họ là gì họ đâu có định nghĩa được đâu. Nhân ái là gì họ đâu có định nghĩa được đâu. Chính nghĩa là gì họ có định nghĩa được đâu. Có đúng không ạ? Một con người như CEO Phương Hằng
đứng lên trên live stream trước hàng triệu người mà đe dọa tính mạng người khác, trà đạp lên pháp luật, nói rằng khi giám định mày chỉ có 10% thôi thì mày làm gì được tao? Tao sẽ truy cùng đuổi tận chúng mày. Tao sẽ phải đưa chúng mày vào tù. Nhưng không đưa ra được một chứng cứ nào. Tất cả những thứ đó nó là tạo một cái sân hận cá nhân. Và cái này nó phát triển cái năng lượng tiêu cực ra xã hội. Và nhiều người nhiễm vào đó. Có những người đang bình thường yên lành, nhưng bởi vì những lời này của họ, Nó kích hoạt cái mầm mống tà ác đang ngủ quên ở trong con người họ. Để cái mầm mống tà ác đó Nó phát triển rực rỡ. Và họ sẵn sàng gia nhập cái đội quân 3C đó và đi chửi bới mạt sát người khác. Có đạo lý, đạo đức dân tộc nào mà thúc đẩy con người ta mà đi chửi bới, mạt sát, sỉ nhục người khác không? Có thứ đạo đức nào là lên trên mạng comment tục tĩu rồi thậm chí là đe dọa tính mạng nhân phẩm người khác hay không? Có đạo đức nào như thế? Thế mà gần đây nó được tôn vinh. Tôi không biết rằng đám 3C quần quẫn á, khi mà nghe những lời tổng bí thư này họ sẽ định nghĩa thế nào? Hay họ cho rằng là tổng bí thư đã ủng hộ chúng ta, đã ủng hộ công cuộc chính nghĩa của chúng ta, thì xin phép với các bác hãy học lại, tự vấn lại bản thân mình, tự vấn lại lương tâm mình và tự xem lại tất cả những cái hành vi của mình, xem rằng mình đã làm như thế là đúng hay chưa, mình đã làm như thế là chuẩn mực hay chưa, và liệu rằng có quốc gia nào, có dân tộc nào ủng hộ, cổ suý, tôn vinh những hành động đó không? Hãy tự vấn lại lương tâm của mình đi. Hãy có con người u mê, hôn mê sâu ạ. Các bác hãy vào bài mới nhất của Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư đã nói như thế này: đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa. Và ở trong này các bác có thể thấy rằng là rất nhiều những cái vấn đề bác nói như sau. Theo Tổng Bí Thư thì văn hóa là phạm trù rất rộng trên thế giới, có tới 200 định nghĩa khác nhau về văn hóa. Nhưng chung quy có thể hiểu văn hóa theo hai nghĩa, nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Hội nghị hôm nay bàn chủ yếu theo nghĩa hẹp. Văn hóa là những hoạt động tinh thần của một xã hội, gồm những lĩnh vực như là giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật, đạo đức, bao gồm có lối sống, cách cư xử, ứng xử giữa người với người. Dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp thì khi đã nói tới văn hóa là nói tới những gì tinh hoa, tinh túy nhất được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ. Còn những cái gì xấu xa, việc làm ti tiện, đớn hèn, những hành động phi pháp, bỉ ổi, vân vân, là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa, Tổng Bí Thư đã nói như vậy. Và Tổng Bí Thư nhấn mạnh như thế này: hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương, lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Trong bài phát biểu thì Tổng Bí Thư đã dành thời gian nhắc lại lịch sử và khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong lịch sử phát triển của đất nước, của dân tộc. Các bác có thể thấy cái phần tôi bôi đen đây. Tổng Bí Thư nhấn mạnh nhé, hạnh phúc con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của đâu, ăn ngon mặc đẹp đâu. Không phải là kim cương, không phải là siêu xe, không phải là nọ kia đâu, mà là sống giữa tình thương và lòng nhân ái. Vậy thì lòng nhân ái nào mà đi truy cùng đuổi tận người khác? Lòng nhân ái nào, lẽ phải nào khi mà vu khống quy chụp người khác không chứng cứ? Công bằng nào khi tuyên bố rằng ta có tiền là ta có tất cả, ta chi ra tiền là mày chết với tao? Hành xử nào khi nói rằng là có 1 tỷ đô thì hãy nói chuyện? Những việc gì nào là việc làm ti tiện, những việc gì nào là việc làm đớn hèn và những hành động nào là phi pháp và bị ổi? Những giá trị tốt đẹp, tôi mời 3C hãy lọc lại như thế này, để đọc lại tới Tổng Bí Thư để cho 3C mở não ra. Hãy suy nghĩ nha, hãy suy nghĩ như thế này này, 3C ạ. Hãy suy nghĩ thật kỹ từng câu, từng chữ, từng từ để mà hiểu được rằng những giá trị tốt đẹp như là cao thượng này. Để tôi nhắc lại nguyên văn luôn. Đó. Dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, thì khi nói đến văn hóa là nói đến những gì là tinh hoa, tinh túy nhất, được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp như cao thượng, đặc sắc nhất, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ.
Tôi xin chia sẻ lại nhé. Là nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ. Vậy thì 3C hay những fan của CEO Phương Hằng, người mà CEO Phương Hằng đã gửi tâm thư đến bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì mong rằng chị hãy đọc kỹ từng lời của Tổng Bí thư và hãy nói rằng theo cách hiểu của mình thì từng cái từ như thế này, từng cái từ là nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ. Nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ là những cái giá trị nào theo cách hiểu của chị? Chính nghĩa của chị là gì? Phi nghĩa của chị là gì? Mà chị làm loạn xã hội 8 tháng nay. Đây là một lời rất, phải nói rằng là rất tuyệt vời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta phải hiểu cái điều đó, kể cả người dân cũng thế nữa. Thế đúng thì phải biết bảo vệ, thế sai thì phải biết đấu tranh. Những gì phi nghĩa, những gì vô văn hóa thì chúng ta phải đấu tranh để loại bỏ nó ra khỏi xã hội. Bởi vì á, chúng ta chỉ biết bản thân chúng ta thôi. Có nghĩa bác đã nói thế này, có hai cái vế, hai cái vế nha. Một là con người này, hai là môi trường này. Nếu chúng ta để môi trường nó không trong sạch thì chúng ta cũng bị ô nhiễm ở trong đó. Các bác nào thích sống một cuộc sống, thích sống trong một cái môi trường ô nhiễm hay không? Vậy thì chúng ta phải làm sạch nó. Những kẻ vô văn hóa chúng ta phải loại ra khỏi cái không gian mạng này, ít nhất là nó là như thế. Còn chúng ta chỉ biết một vế thôi thì không ổn. Đó là cái mà tôi chia sẻ với các bác và mọi người. Chúng ta không chỉ là vấn đề nội chính, văn hóa của những người làm công chức hôm nay bác nói cũng rất nhiều, đặc biệt là đảng viên cũng nói rất nhiều, nhưng ngoài ra còn xã hội nữa. Đó là đôi điều để mà tôi chia sẻ cho các bác ngày hôm nay, để các bác thấy rằng đội 3C hãy nhớ rằng, hãy đọc đi, nghĩ đi, ngẫm đi, để xem những hành động của mình đó là hành động có văn hóa hay là vô văn hóa. Hành động của mình là chính nghĩa hay là phi nghĩa. Không gạch đầu dòng ra được từng từ nào, không giải thích được cái hành động của mình thì phải nói rằng đừng nói người ta nói các anh chị đổ đất là đúng đấy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.